Đây là Nguyễn Anh Tuấn, 35 tuổi, ở phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn là đối tượng cướp giật dây chuyền, bị truy nã cách đây 12 năm. Ngày 5 tháng 6 năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt được Tuấn. Theo hồ sơ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, năm 2008, Tuấn quen biết với một số thành phần bất hảo tại bến xe miền Đông ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Lê Hữu Trung, 31 tuổi, ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Nguyễn Hữu Hiếu, 33 tuổi, ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Tân Thanh. Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2008, Tuấn cùng nhóm bạn này thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong đó vào ngày 1 tháng 4 năm 2008, Tuấn cùng với Trung, Hiếu, Thanh từ thành phố Hồ Chí Minh chạy xe máy về huyện Bình Đại. Khi đến ấp Phú Mỹ, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, thấy một phụ nữ đi xe đạp cùng chiều nên Tuấn đã ra tay giật lấy sợi dây chuyền, bán được trên 16,7 triệu đồng. Sau đó cả nhóm chạy thoát về hướng huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, khi đến trạm thu phí cầu An Hóa, Thanh và Hiếu bị công an bắt giữ, Trung và Tuấn đã nhanh chân chạy thoát. Tuấn đã không ở nhà suốt 12 năm qua để trốn truy nã. Tuy nhiên, đến tối 3 tháng 6, Tuấn đã bị trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ tại phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.